Bạn có thấy chán nản hay không khi bạn mua cổ phiếu ở một vùng giá cực kỳ cao và giá cổ phiếu của các bạn cứ giảm mạnh và nó tăng được một tí xíu thì nó lại giảm mạnh? Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh của mình. Dành cho bạn nào lần đầu tiên ghé xem kênh của mình thì đây là kênh mà mình chia sẻ về kinh nghiệm kiếm tiền và du lịch. Ngoài ra mình còn là một kênh về động lực sống và chữa lành vết thương tâm hồn. Và một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình thấy là một ngày cực kỳ phù hợp để mình làm cái video này và mình cảm thấy rất là sướng, rất là vui, rất là hưng phấn khi mà những cái nhịp giảm mạnh cực kỳ mạnh như thế này là những điểm vàng, là những điểm đẹp, là những điểm mà các bạn có thể vô tiền của các bạn càng nhiều càng tốt. Tại vì sao? Thứ nhất, đây là chỉ báo RSI. Chỉ báo này đã cắm xuống dưới mốc là 17 và trở lại cách đây là khoảng 4 năm thì nó chỉ cắm đúng một lần vào tháng 3 năm 2020 khi mà nó cắm xuống dưới đây là điểm số 7 và bây giờ nó đang là điểm số 17. Và không biết sắp tới ngày mai, ngày mốt hay là tuần sau nó có thể nó cắm xuống dưới hay không. Nếu mà nó cắm xuống dưới nữa thì đó chính là những cơ hội vàng dành cho các bạn. Và khi mà nó cắm xuống dưới cái mốc mà số 7 như thế này á thì cái cảm giác của các bạn lúc này á đang nắm giữ cổ phiếu á, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng bi quan và các bạn muốn cắt bỏ hết. Nhưng có khi nào khi mà các bạn cắt bỏ hết, các bạn nhấn lệnh enter, các bạn bỏ hết cổ phiếu để rút tiền về thì lúc đó có khi nào nó là ngay đáy của năm 2022 hay không? Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những nguyên nhân nào khiến chứng khoán Việt Nam giảm mạnh như thế. Và không những nguyên nhân này không chỉ là ở chứng khoán Việt Nam không, mà nó trên tất cả thị trường tài chính và nó liên quan tới việc cung và cầu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài luận điểm mà mình cho rằng những nguyên nhân này là những nguyên nhân chính dẫn đến thị trường chứng khoán giảm mạnh. Khi mà thị trường chứng khoán giảm mạnh thì cổ phiếu tốt cũng như cổ phiếu xấu sẽ giảm đồng loạt với nhau. Tại do đâu? Thứ nhất là những đợt này hàng ra thì rất nhiều nhưng không ai muốn mua. Tại sao không ai muốn mua? Tại vì họ chờ cho những nhịp giảm mạnh thêm nữa, những nhịp rẻ hơn nữa, những nhịp chiết khấu đủ hơn nữa thì họ sẽ bắt đầu rót tiền vào. Nên là những đợt này hàng bán ra thì rất là nhiều nhưng người mua vô thì không ai muốn mua vô nên giá nó giảm. Cái thứ hai, cổ phiếu mà xấu á thì nó sẽ bắt đầu nó bán trước, và khi á mà cổ phiếu xấu á mà không bán, không có ai mua nữa thì sẽ bắt đầu đến phiên những cổ phiếu tốt sẽ bị bán. Và trong những đợt này thì mình nói là cổ phiếu tốt cũng như cổ phiếu xấu vẫn sẽ giảm mạnh. Và điều các bạn nên quan tâm là khi mà những cái cổ phiếu này đồng loạt giảm thì dòng tiền sẽ ưu tiên vào những cổ phiếu tốt hơn là những cổ phiếu xấu. Và cái thứ ba nữa rất là dễ để nhận diện những cái nhịp này, đó chính là thanh khoản thì rất dồi dào nhưng mà giá thì nó lại giảm. Giống như một cái ví dụ, một mã cổ phiếu mà mình rất thích đó chính là cổ phiếu HBG. Ở những cái điểm này thanh khoản cực kỳ dồi dào thì các bạn thấy mua xong ở nhịp này thì những nhịp sau cổ phiếu bắt đầu rớt giá mạnh, hoặc là như cổ phiếu của Techcombank ở những nhịp này đó thanh khoản rất dồi dào và họ đang bị kẹp hàng và họ không có lời nổi ở những cái nhịp sau này. Những cái nhịp sau này thì các bạn sẽ thấy cổ phiếu bắt đầu đi ngang và nó bắt đầu cắm đầu ở những nhịp này. Thì đây là những nhịp cực kỳ nguy hiểm và dân kỹ thuật không ai mà người ta vào những nhịp này cả. Thứ nhất là giá giảm mạnh và thứ hai nữa là thanh khoản cực kỳ dồi dào. Nó chứng minh cho một điều là thanh khoản cực kỳ nhiều, rất là nhiều người muốn bán và sau đó giá nó giảm mạnh. Và như các bạn đã thấy, nó đã thể hiện ở trong tương lai là giá nó giảm mạnh. Một cái nguyên nhân đầu tiên mà rất rất là nhiều người biết mà không biết các bạn có biết chưa, đó chính là margin call. Nhiều người nói là mình phải sử dụng đòn bẩy tài chính, mình phải lợi dụng tiền của người khác để mà mình có thể làm giàu nhanh. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng cái này không khéo thì các bạn sẽ bị chính nó giết các bạn. Thứ nhất là ví dụ các bạn có 1 tỷ
Rồi sau đó các bạn vay thêm 500 triệu. Nhưng mà khi mà các bạn có 1 tỷ này, các bạn mua chứng khoán rồi, đâu phải chứng khoán của các bạn lúc nào nó cũng giữ nguyên ở giá là 1 tỷ đâu. Nó sẽ có lúc là nó lên 1 tỷ rưỡi, có lúc nó lên 1 tỷ 2, có lúc mà lên 1 tỷ 3, hoặc là có lúc nó sẽ giảm còn 700 triệu. Và khi mà nó giảm còn 700 triệu thì nó chỉ cho các bạn vay 50% của 700 triệu, đó chính là 350 triệu. Vậy thì các bạn sẽ thấy là cái khoản chênh lệch giữa 500 triệu và 350 triệu thì cái khoản chênh lệch của nó là 150 triệu nó sẽ đi đâu? Nó sẽ bắt đầu bán đổ bán tháo 150 triệu đó để nó thu tiền về, và nó chỉ cho các bạn vay có 350 triệu thôi. Đây là nguyên nhân đầu tiên khiến thị trường chứng khoán giảm kinh khủng khiếp như thời gian vừa rồi. Và ngày hôm nay rất có thể là những nhịp mặt kim con. Tại vì sao mà mình biết hôm nay là có những nhịp mặt kim con? Tại vì những cổ phiếu tốt và những cổ phiếu xấu nó đều bị bán tháo hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó hình như là sau 2:45 là nó sẽ bắt đầu nó giảm cực kỳ mạnh và cực kỳ nhiều. Nên là những nhịp hôm nay giảm mạnh như thế này thì mình thấy là sẽ có mặt kim con trong đó. Cái thứ hai là quỹ ETF bị rút tiền. Các bạn nào mà mới vô thị trường chứng khoán, các bạn sẽ thấy quỹ ETF nào là 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 3.000 tỷ. Rồi bạn sẽ thấy là người ta có đội ngũ phân tích đồ này nọ rất là kinh khủng, rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản. Nhưng mà một điều đáng lưu tâm là quỹ ETF này cũng là huy động tiền từ các nhà đầu tư khác. Và khi mà người ta bị rút tiền mạnh thì người ta sẽ bắt đầu người ta bán chứng khoán người ta đang nắm giữ để mà người ta trả tiền cho những người đầu tư. Nên là khi thí dụ như tổng quỹ đang là 1 tỷ đi, mình ví dụ là 1 tỷ, nhưng mà thực ra là không có cái quỹ nào mà cái tổng vốn của nó thấp vậy đâu. Rồi thí dụ như Vĩ Mô 6 nó bị rút hết 500 triệu, thì bắt buộc là quỹ này nó phải bán tháo 500 triệu để mà nó rút 500 triệu này ra, nó trả tiền cho nhà đầu tư. Giống như hồi nãy mình nói là cái số 3, khi mà thanh khoản này nó rất dồi dào, những đợt hàng này nó bán ra rất nhiều nhưng mà không ai mua, giống như là cái quỹ này tự nhiên mà nó bán một cái bùm một cái nó bán 500 triệu nó bán đi, không ai mua, hàng ra thì rất là nhiều, thì một điều tất yếu là khi đó không ai mua thì nó sẽ bán đổ bán tháo nên giá nó sẽ giảm. Nên là khi mà những cái quỹ này nó bắt đầu nó bán đổ bán tháo thì chắc chắn thị trường nó cũng sẽ giảm một cách kinh khủng khiếp. Và cái điều số 3 và cái điều cần lưu tâm trong thời điểm hiện tại đối với Vĩ Mô 6, đối với thị trường 6, thị trường con gấu như thế này thì các bạn phải lưu tâm, đó chính là công ty hết kỳ vọng. Các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ lật lại lịch sử, các bạn thấy là kết quả kinh doanh của năm 2021 của rất rất là nhiều công ty nó phản ánh quá đẹp. Và khi mà kết quả kinh doanh phản ánh quá đẹp như vậy thì đó cũng là những nhịp chốt lời cực kỳ mạnh của các quỹ đầu tư, của những dòng tiền lớn. Như các bạn thấy là giống như mình ví dụ công ty Thép Hòa Phát thì các bạn sẽ thấy nè, toàn là thông tin tốt không? Vào tháng 10 năm 2021 toàn là những thông tin tốt, nào là Hòa Phát thu 6,3 triệu tấn thép, tăng 43% so với cùng kỳ. Rồi Thép Hòa Phát tăng, Thép Hòa Phát có lợi thế cạnh tranh, rồi nhiều doanh nghiệp tăng trưởng kỳ vọng trong quý 3. Nhưng các bạn sẽ thấy vào tháng 10 năm 2021 lại là điểm chốt lời của rất là nhiều dòng tiền lớn và nó đổ đèo không phanh luôn các bạn. Nó chỉ hồi được một tí xíu, hình như mình nhớ ở đâu ở tháng 4, tháng 5 này thôi là nó bắt đầu nó giảm tiếp, tới bây giờ luôn là nó giảm rất là nhiều luôn rồi. Cái thứ hai nữa là ngân hàng Techcombank. Các bạn sẽ thấy vào tháng 7 năm 2021 thì Techcombank nè, quá trời tin tốt luôn. Nào là Techcombank lập đỉnh vốn hóa, Techcombank vượt Vietinbank, rồi Techcombank tăng mạnh, thanh khoản cao đột biến, đồ tùm lum hết. Thì ngay tháng 7 năm 2021 cũng là đỉnh của cổ phiếu này. Đây là một sự kỳ vọng cực kỳ nhiều, và khi mà nó không có kỳ vọng nữa, khi mà kết quả kinh doanh nó tăng đột biến thì đó cũng là lúc những dòng tiền lớn người ta bắt đầu chốt lời. Và cách giải quyết
những cái nhịp chốt lời, những cái phiên giảm như thế này thì giải quyết bằng cách nào, thì đây là những cách giải quyết của mình. Và mình cảm thấy trong những nhịp như thế này mình cảm thấy rất là bình an, rất là bình thường, chứ nó không có gì mà đáng căng thẳng hay là như nhiều người nói buồn sao mà mở lên thấy giá nào là giá sàn, nào là giá giảm 3-4%, mỗi ngày cứ 3-4% vậy sao thấy đau lòng đau tim. Mà mình thật sự luôn là cảm thấy rất là bình thường, tại vì mình đã trải qua tháng 3 năm 2020 rồi, và mình cũng đã có được cái cảm giác đó rồi, và mình đã giải quyết cái cảm giác đó từ tháng 3 năm 2020 tới bây giờ rồi, nên là mình cũng không có cảm thấy gọi là căng thẳng gì nữa. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cách giải quyết của mình như thế nào, đó chính là bạn sẽ không biết khi nào giá tăng hay là giá giảm cả. Nếu mà bạn nào mà biết giá tăng hay là giá giảm thì chắc chắn là bạn giàu rất là mau rồi. Và các bạn cứ nhìn vô những người giàu, những người nắm giữ 10 tỷ tự làm ra 10 tỷ, 20 tỷ, người ta không có đi đoán thị trường được, không ai đi đoán thị trường được hết. Nên là ngay cả bạn cũng vậy, bạn sẽ không biết khi nào giá tăng hay giá giảm. Nếu mà bạn đoán trúng được giá tăng hay giá giảm một vài lần thì ngon hoảng may, chứ còn trong suốt cuộc đời đầu tư của các bạn sẽ không biết khi nào giá tăng hay giá giảm. Nên là cái nào mà không biết thì thôi mình đừng có làm, còn mình làm cái mà mình có thể biết thôi. Thứ nhất là mình sẽ khuyên các bạn là hãy phân bổ tài sản, tiền vào các loại tài sản khác nhau. Thứ nhất, ví dụ như tổng tài sản của các bạn có 2 tỷ thì các bạn nên, thứ nhất là ví dụ như bạn phân bổ 1 tỷ vào đất nè, không? Các bạn phân bổ 500 triệu vào cổ phiếu, và các bạn phân bổ 500 triệu các bạn gửi tiền tiết kiệm, và sau 6 tháng 1 năm các bạn kiểm tra những cái tài sản này một lần và các bạn phân bổ đúng vào tỷ lệ giống lại như vậy thì các bạn sẽ rất là yên tâm ngủ ngon. Còn khi mà thị trường chứng khoán mà thí dụ như nó sụp, nó giảm mạnh quá nữa thì các bạn all in vào, các bạn bán đất, các bạn all in vào, các bạn rút tiền gửi tiết kiệm, các bạn all in vào, thì những cái nhịp đó lại là những cái nhịp cực kỳ là đẹp cho bạn. Chứ nếu mà các bạn all in hết vào những cái lúc mà thị trường đang tạo đỉnh, thị trường đang tăng mạnh, thì những cái lúc đó cực kỳ nguy hiểm dành cho các bạn. Và đây giống như là một bài học xương máu mà mình muốn gửi đến các bạn. Đây là một cái phương pháp quản lý tài sản của các tỷ phú của Ray Dalio. Và khi mà Tony Robbins ông phỏng vấn Ray Dalio để mà xuất bản ra cái cuốn Tiền Làm Chủ Cuộc Chơi, thì Ray Dalio cũng rất là quan tâm đến cái việc phân bổ tài sản này. Nên là đây không phải là cái dịp mà xui xẻo các bạn nếu mà các bạn đang bị âm 30%, 50%, 70%, mà đây là cái dịp may mắn đối với các bạn. Tại vì khi mà thị trường giảm mạnh như thế này, các bạn bị mất tiền rất là nhiều, thì các bạn mới bắt đầu các bạn tìm hiểu là tại sao các bạn bị mất tiền, rồi các bạn nên làm gì trong những thời gian này, rồi sau này các bạn có những bài học nào. Đây là những bài học xương máu, và mình hy vọng là cái cách phân bổ tài sản như thế này nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong suốt cái quãng đời đầu tư của các bạn. Cái thứ hai nữa là các bạn phải hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh của công ty. Mình ví dụ như Thép Hòa Phát đi, đây là một công ty mà mình rất là thích, mình rất là am hiểu, và mình rót rất là nhiều tiền vào công ty này. Mình ví dụ Thép Hòa Phát, nguyên vật liệu của nó ví dụ như là quặng sắt và than cốc, thì khi mà có quặng sắt và than cốc này nó sẽ bắt đầu là nó đưa vô cái lò cao, và từ cái lò cao đó nó sẽ ra được thành phẩm là thép. Thì một ví dụ thôi, ví dụ như giá quặng sắt và than cốc nó tăng cao đi, nhưng mà giá thép thì bán ra thì nó vẫn đi ngang, thì các bạn sẽ biết được một điều, đó chính là biên lợi nhuận nó sẽ bắt đầu nó giảm. Và khi mà biên lợi nhuận giảm thì chắc chắn luôn nó sẽ phản ánh vô giá cổ phiếu, và chắc chắn nó không có phản ánh ngay liền lúc đó, mà nó sẽ phản ánh trước đó 2 tháng hoặc là 3 tháng. Nên là khi mà dấu hiệu, khi mà quặng sắt và than cốc nó có cái dấu hiệu mà nó chạm đáy một cái là người ta, dòng tiền lớn người ta bắt đầu người ta chốt lời cái cổ phiếu này rồi, chứ không có đợi đến cái lúc mà giá này nó bắt đầu tăng, giá quặng sắt và than cốc nó bắt đầu tăng rồi người ta mới bắt đầu người ta chốt lời đâu. Người ta thấy nó là chạm đáy một cái, quặng sắt và than cốc nó bắt đầu nó chạm đáy và nó không thể giảm được nữa, là người ta bắt đầu người ta chốt lời cổ phiếu thép rồi. Nên là khi mà bạn hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh của một công ty thì chắc chắn bạn sẽ đầu tư rất là tự tin, và bạn sẽ hạn chế, cực kỳ hạn chế rất là nhiều rủi ro của chính mình. Nhắc đến đây thì mình lại nhớ đến Warren Buffett, ông hay kêu người ta là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Nhưng mà cái quan trọng nè, cái mắc cười nhất ngay lúc này là cái đau lớn,
cái đau đớn nhất ngay lúc này nè, là bây giờ thị trường giảm rất là mạnh rồi, cổ phiếu tốt rất là nhiều luôn rồi, thấy kim cương trong cát, thấy vàng trong cát luôn ạ. Mà quan trọng là bây giờ bạn rất là tham lam đúng không? Nhưng mà một câu hỏi đặt ra nè, bạn còn tiền đâu mà bạn tham lam, rất là đau đớn. Nên là cái câu đó với lại cái câu đừng để mất tiền, hai cái câu đó nó phải nói một điều là bạn phải biết cách quản trị rủi ro của các bạn. Và để mà các bạn quản trị được rủi ro của các bạn á, thì các bạn thứ nhất là như nãy mình nói, phải phân bổ tài sản vô các loại tài sản khác nhau. Và cái thứ hai nữa là bạn phải hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh của công ty mình. Và cái thứ ba nữa là những cái điểm kỹ thuật các bạn cũng nên quan tâm. Khi mà có hàng ra ồ ạt như thế này, thanh khoản tăng đột biến và giá giảm như thế này thì các bạn không nên mua. Và nếu mà các bạn quan tâm đến vấn đề kỹ thuật á, thì các bạn nên á, là mua ở những cái điểm mà RSI nó cắm xuống dưới vùng 30 là những điểm mua đẹp. Và bài trình bày của mình đến đây là hết. Và mình hy vọng là những nhịp sụt giảm như thế này, những lúc mất tiền như thế này không phải là những lúc chán nản. Tại vì khi mà các bạn chán nản một cách cùng cực nhất rồi thì đó là đáy của thị trường chứng khoán. Những nhịp chán nản như thế này các bạn nên rút ra được những bài học xương máu cho riêng mình và tìm cách giải quyết nó trong suốt cuộc đời đầu tư của các bạn, hình thành những triết lý đầu tư riêng của các bạn để các bạn tối có thể ngủ ngon hơn, để các bạn có thể tận hưởng được những giá trị khác trong cuộc sống, chứ không chỉ là thị trường chứng khoán, không chỉ là kiếm tiền. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Nếu mà bạn nào thấy hay á thì hãy share lên tường Facebook, Zalo của các bạn. Còn nếu mà bạn có câu hỏi thắc mắc nào thì mong rằng bạn hãy comment ở một bên dưới, mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của tất cả các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.